Ôi, sao giống cái chum để cốt quá vậy mọi người kìa. Kìa, ở đó còn một cái nữa kìa mọi người. Mọi người có thấy kỳ không? Cứ mỗi một cái ngôi mộ hoang mà nằm ở đây đều có một bụi chuối tự dưng nó mọc lên, thì sao ở ngoài đây nó không chịu mọc mà tự nhiên có nguyên một quầy chuối mọc lên như mọi người. Kìa mọi người có thấy cái chum không? Một ngôi mộ mà hai linh hồn. Không lẽ đây là mộ đôi sao? Hai đứa bé. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi thì mình và tất cả mọi người, chúng ta cũng đã thành công giúp được cho linh hồn của anh Nguyễn An Cường đi về địa ngục để có thể chờ ngày đầu thai siêu thoát cho mọi người. Và mình nghĩ là kết cục này đã rất là viên mãn với lại anh Cường rồi mọi người. Vì mọi người thấy là cả cuộc đời của anh ấy, trong lúc anh ấy sinh thời, anh ấy đã phải chịu rất nhiều những tủi nhục, chịu rất nhiều những đắng cay của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, anh ấy cũng đã nhận được những gì mà anh ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn như vậy nữa mọi người. Thông qua câu chuyện của anh Cường, làm cho mình càng vững tin hơn trong những cái kế hoạch tiếp theo của mình. Mọi người cũng biết là hiện tại mình đang thực hiện những nghi thức ở phía sau ngôi chùa này để mà có thể truy tìm được những ngôi mộ hoang có linh hồn bị kẹt lại ở bên dưới mọi người. Thông qua câu chuyện của anh ấy, chúng ta cũng đã có thể biết được rằng mỗi linh hồn đều có một câu chuyện phía sau mọi người. Cho nên tối nay, mình sẽ tiếp tục với lại kế hoạch của mình. Đó chính là tìm ra được những ngôi mộ hoang và có thể giúp đỡ cho những linh hồn bị kẹt lại ở đó có một con đường mới hơn. Nhưng lần này sẽ khác với lại lần trước mọi người. Lần trước là mình sẽ tìm qua một lượt, nếu mà mình tìm được bao nhiêu ngôi mộ á thì mình bắt đầu sẽ làm lại từ từ, từ ngôi mộ đầu tiên cho tới ngôi mộ cuối cùng. Nhưng lần này sẽ khác. Khác là như thế nào mọi người? Là mình tìm ra được ngôi mộ nào, mình sẽ giải quyết ngôi mộ đó xong rồi mình mới tiếp tục làm những ngôi mộ khác, vì mình muốn tránh những chuyện không đáng có xảy ra mọi người. Liệu mình sẽ tìm được những linh hồn như thế nào? Liệu mình tìm được bao nhiêu ngôi mộ hoang có linh hồn bị kẹt lại ở bên dưới? Thì mời tất cả mọi người hãy theo dõi quá trình của mình đi tìm những ngôi mộ hoang bên trong ngôi chùa này nhé. Trước khi xem video này, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé mọi người. Mình cảm ơn những lượt like, những lượt chia sẻ và cũng như là những lượt bình luận của tất cả mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nhé. Ok mọi người, mình cũng đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho nghi thức tối nay. Đặc biệt là mọi người cũng biết là khi mà chúng ta cần truy tìm hay là theo dấu của những linh hồn thì điều quan trọng chúng ta cần có đó chính là một cái la bàn tìm vong. Và đây chính là cái la bàn tìm vong của mình. Chắc hẳn là mọi người cũng đã biết rồi, có đúng không mọi người? Thì cái la bàn tìm vong này nó bằng giấy mọi người. Đó, cái la bàn tìm vong này nó bằng giấy mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái la bàn xuống đúng theo hướng mọi người. Vì trước mặt của mình á, đó chính là hướng Nam. Vì cổng của ngôi chùa là hướng Tây mọi người, cho nên là cái hướng trước mặt của mình chắc chắn chính là hướng Nam. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thắp hương lên để mà có thể thực hiện kích hoạt cho cái la bàn mọi người. À, và một điều quan trọng nữa là cái trì chú la bàn lần này của mình á,
nó hơi đặc biệt một chút. Và lần trước mình cũng đã có kể cho tất cả mọi người nghe về cái chuyện này rồi. Tại sao cái la bàn tiệm vong của mình đã được làm phép rồi mà mình cần phải trì chú lại nữa mọi người? Thì mình sẽ giải thích cho tất cả mọi người hiểu hơn ha. Vì thứ nhất, cái la bàn này á, nó sẽ giúp cho chúng ta tìm được những vong linh. Và người ta thường á, không có dùng la bàn tìm vong để mà có thể tìm mộ đâu mọi người. Vì mình thấy cái này nó hợp lý, cho nên là mình làm thôi. Và mình không nghĩ á, là cái lần trước mình truy tìm mộ nó phát huy được cái khả năng của nó. Vì từ đầu mình cũng có nói với tất cả mọi người á, là mình sẽ truy tìm những ngôi mộ hoang có linh hồn bị kẹt lại ở bên dưới. Mà cái chuyện tìm linh hồn á, là trong cái khả năng của cái la bàn tìm vong rồi. Mình chỉ cần trì chú vào bên trong để cái la bàn nó nhận biết được là nó sẽ tìm ra được những linh hồn còn bị kẹt lại ở bên dưới ngôi chùa này. Cái đó là cái thứ nhất. Và cái điều thứ hai á, là mình trì chú cái la bàn này để cho nó truy tìm một nguồn âm khí duy nhất. Tại sao mình lại để cho nó truy tìm một nguồn âm khí duy nhất mọi người? Vì nếu như bây giờ mình trì chú nó xong đi, chỉ cần nó nhận biết được những vong linh đang bị kẹt lại ở ngôi mộ thôi. Ví dụ như mọi người biết ngày xưa bên trong ngôi chùa này, đó chính là một khu nghĩa địa. Thì bây giờ lỡ như có nhiều ngôi mộ hoang, có nhiều linh hồn bị kẹt lại bên dưới, nó hiện lên tùm lum luôn, thì mọi người biết phải đi tìm ở đâu? Đó, nó hiện lên trên tùm lum ở trên cái la bàn luôn mọi người. Thì mọi người phải biết tìm ở đâu bây giờ? Cho nên là chúng ta cần phải trì chú lại để cho cái la bàn này nó nhận biết là nó chỉ tìm một nguồn âm khí duy nhất thôi. Và khi mà tới cái chỗ đó rồi, đó, thì nó sẽ cho chúng ta biết là cái ngôi mộ chính xác nó nằm ở đâu. Và khi đó nó sẽ nhớ cái nguồn âm khí đó và nó sẽ không hiện lên lại nữa. Trừ khi nào chúng ta hủy kích hoạt, bắt đầu kích hoạt lại thì nó mới hiện lên thôi. Đó, thì ví dụ đi, mình tìm thấy được ngôi mộ ở đây, cái la bàn nó chỉ cho mình đi. Mình tìm thấy được ngôi mộ ở đây, mình đặt cái la bàn xuống và cái la bàn nó sẽ cho mình nhận biết được là đúng rồi, đây chính là cái nơi của ngôi mộ. Thì khi chúng ta vừa đem cái la bàn ra tìm cái ngôi mộ khác thì nó sẽ không hiện lại cái ngôi mộ cũ nữa, mà nó sẽ hiện cái ngôi mộ khác mọi người. Đó, đó là cái nguyên tắc của mình trì chú trong tối ngày hôm nay. Đó, ok mọi người, thì bây giờ xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu thắp hương lên và thực hiện kích hoạt cho nghi thức nhé. Xin phép mọi người. Mấy ngày hôm nay thì không có thầy Hùng, không có ông Lũ và cũng như là không có ông Lèo ở chùa. Có một mình thôi mọi người, cũng buồn lắm mọi người ạ. Không biết là hiện tại bây giờ thầy Hùng với lại linh hồn của anh Cường nó như thế nào rồi mọi người. Xin phép mọi người mình được bắt đầu nha. Ok mọi người, mình cũng đã vẽ linh phù để có thể kích hoạt cho nghi thức rồi mọi người.
À, trong nghi thức này mình sẽ không cần thiết phải làm phép đèn lưu ly nha mọi người nha, vì mình sẽ đi ra phía sau để tìm những ngôi mộ, cho nên mình sẽ không làm phép đèn lưu ly. Cái điều mình cần thiết hiện tại là mở con mắt âm dương mọi người. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện nghi thức để làm phép la bàn tìm vong nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ thử để la bàn tìm xem là ngôi mộ nó sẽ đi hướng nào nha mọi người. Hướng đông. Hướng đông chính là khu vực bếp mọi người. Mọi người xem kìa, hướng đông mọi người ạ, đó chính là khu vực bếp. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ mang theo la bàn tìm vong và cầm theo một cây hương nữa để bắt đầu chúng ta đi tìm nhé. Ok mọi người, ok mọi người, thì lúc nãy là cái la bàn nó chỉ hướng đông, chính là hướng bên đây mọi người. Thì sẵn tiện mình sẽ cầm theo camera ở ngoài như thế này để có thể quan sát được tổng quát mọi thứ xem là như thế nào nha mọi người nhé. Thì bây giờ hướng đông thì ở bên đây thì mọi người cũng biết là đó chính là cái khu vực bếp mọi người đó. Thì bây giờ mình đi ra ngoài khu vực bếp trước rồi bắt đầu là mình sẽ đặt cái la bàn xuống và kiểm tra lại nha. Mình mới dọn xong mà mấy nay cây cỏ nhìn ớn quá mọi người ạ. Đây mọi người xem nè, nơm tùm hết trơn luôn mọi người. Thì hướng đông chính là ở phía này. Đây chính là ở phía bên này mọi người ạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vô nha. Nè mọi người nhớ lần trước có cái bụi ngải nó nằm ngay đây nè mọi người. Mà hôm bữa mình vừa thấy mình chỉ mọi người xong cái giờ nó mất tiêu luôn. Tự nhiên gió nó nổi lên kìa mọi người kìa. Mọi người có thấy không? Tự nhiên gió nó nổi lên vậy mọi người. Đây. Hướng đông mà nằm ở khu vực này nè mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ cái máy xuống đây và kiểm tra lại nha. Ok mọi người. Mọi người thông cảm cho mình là hơi run một chút nha. Vì tay 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 của mình có cầm thêm đồ á mọi người. Cầm thêm nhang với la bàn. Ok, bây giờ mình sẽ đặt lại nha. Thì
Lúc này cái la bàn mình sẽ để như thế này. Em sẽ quay xuống như vậy nha. Mình sẽ đặt lại cho đúng hướng nha mọi người nha. Ok. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra lại nha mọi người. Lại vẫn là hướng đông, lại vẫn là hướng đông ta. Gì vậy? Gì vậy? Mọi người có nghe cái gì không mọi người? Dẫn là hướng đông, vậy là nằm ở khu vực bên này mọi người. Đây mọi người xem cái la bàn của mình, đây cái la bàn nè mọi người, nó chỉ hướng đông, hướng đông chính là hướng bên đây mọi người. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào bên trong nha mọi người nha. Mọi người đợi mình xíu, mình lượm cái la bàn lên cái. Nó hơi rung một chút mọi người thông cảm nha, mình sẽ cố gắng hết sức để mà không 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 rung mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vô bên trong nha. Có cái đường bên đó đi vô kìa mọi người. Để mình đi được bên đó nha. Vô chẳng chỗ mấy cây si nè mọi người nè. Có hướng đi vô nè. Bây giờ mình để xuống đây mình thử làm một cái nữa ta. Đây cái chỗ trống này đi. Mình lại cái chỗ trống này đi mọi người. Cái chỗ trống này mình sẽ thử làm một cái nữa ha. Cái bây giờ mình sẽ để cái máy quay xuống, mình sẽ thử lại thêm một cái nữa nha mọi người nha. Do có một mình đó cho nên mình thao tác nó hơi chậm, mọi người thông cảm cho mình nha. Bây giờ mình sẽ đặt cái la bàn ở đây và kiểm tra lại thử nha mọi người nha. Sao bây giờ nó lại đổi sang hướng nam rồi? Chị có nghĩa là cái khúc này đi vô bên trong mọi người à? À cái khúc này đi vào bên trong. Vậy là có nghĩa cái đoạn này đi đi vào bên trong cái đường mòn này mọi người. Đây, ở đây có một cái đường mòn nè mọi người nè. Mọi người biết á, ở đây mọi người có thấy là xây những cái ô như thế này là ngày xưa là mộ hết đó mọi người. Đây những cái bia mộ như là của người đàn ông 135 tuổi nè mọi người. Và nhiều từng ô, mọi người có thấy không? Từng ô, từng ô. Phải, để mình lượm cái la bàn lên. Mình lượm cái la bàn lên cái của mình cho mọi người xem nha. Mình sẽ đi là từng ô này cho mọi người xem trước nha. Ok. Xíu cái chân quay là cái mọi người. Đây nè. Mọi người có thấy là từng ô nè, mọi người thấy không? Một cái ô nó dài tầm 2 mét mọi người. 2 mét, 2 mét hơn để vừa để cái hòm xuống đó mọi người. Đây. Nè mọi người xem từng ô nè. Đó mọi người thấy không? Ô bên đây. Rồi bắt đầu là ô bên đây. Đó từng ô xây dài ra tới ngoài cái ngôi mộ tập thể luôn mọi người.
Và lúc nãy là mình đặt cái la bàn ở đây. Đây mình đặt cái la bàn ở đây mọi người. Và nó chỉ mình là hướng nam là đi vào bên trong đây. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong đó nha mọi người nha. Ok mọi người. Tùm hết mọi người à. Tùm hết trơn luôn. Mọi người xem nó tùm cơ kìa. Cái chum gì vậy? Ui, giống cái chum để cốt quá vậy mọi người. Ui, giống y chang cái chum để. Ôi, sao giống cái chum để cốt quá vậy mọi người kìa. Kìa, ở đó còn một cái nữa kìa mọi người. Mọi người có thấy kỳ không? Cứ mỗi một cái ngôi mộ quan mà nằm ở đây đều có một bụi chuối tự dưng nó mọc lên thì sao ở ngoài đây nó không chịu mọc, mà tự nhiên có nguyên một quầy chuối mọc lên như mọi người. Kìa mọi người có thấy cái chùm không? Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái la bàn xuống đây để mình kiểm tra lại có đúng hay không nha mọi người nha. Đây mình sẽ đặt cái la bàn xuống đây 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 mọi người nhìn, mọi 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 người nhìn cái chùm kìa. Đó. Ok. Giờ bây giờ mình sẽ đặt cái máy xuống đây nha mọi người nha. Ây da, kiến cắn. Bây giờ mình sẽ đặt cái la bàn xuống lại nha. Đây. Bây giờ mình thử kiểm tra lại nha mọi người nha. Chưa chưa đồng nam mà mọi người. Đồng nam mình cho mọi người xem này, đồng nam nè mọi người, đó chính là cái bụi chuối này mọi người. Ở đây mọi người xem nè, đó đồng nam đó chính là cái bụi chuối này mọi người. Ok. Bây giờ mình sẽ mang cái la bàn lại đó kiểm tra thử xem có đúng là ở cái chỗ đó hay không nha mọi người nha. Quay cái chum nhìn ghê quá mọi người. Mọi 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 người xem cái chum kìa. Sao cái cây này nó yếu vậy ta? Mình máng cái đèn lên mà nó yếu quá. Chỗ này chỗ ok nè. Bây giờ mình sẽ đặt vô đây thử nha mọi người nha. Để coi coi có chính xác là cái ngôi mộ nằm ở đây hay không. Mình sẽ lấy máy lại nha. Sẽ lấy máy lại. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử coi là có đúng ở bên dưới này là cái ngôi mộ hay không nha mọi người nha. Ok mọi người. Đúng rồi mọi người ạ. Ngay cái vị trí này là cái ngôi mộ, mọi người có nhìn thấy không? Vậy là chính xác rồi mọi người. Cái vị trí này chính là ngôi mộ mọi người. Nhưng tại sao lại có cái chùm nhìn kỳ quá mọi người? Sao cái máy mình đặt xuống không được? Đây mọi người xem kìa. Sao có cái chùm. Sao có cái chùm nhìn kỳ quá mọi người. Mình không có dám đụng vô. Tại vì liên quan tới những vấn đề cho cốt của mọi người. Nó rất là.
quan ngại mọi người là mình đụng vào bên trong mạo phạm người ta. Ok, thì bây giờ mình muốn biết được linh hồn ở đây như thế nào thì mình cần phải đi vào bên trong mang ra cái quách và cũng như là lá phù thông linh để có thể đưa linh hồn này đi lên cái quách mọi người và những cái hậu nhân ớn ớn mọi người. Ok, bây giờ mình và tất cả mọi người chúng ta cùng nhau đi vào bên trong mang cái quách ra đây nha. Ok mọi người. Ok mọi người, mình cũng đã đi vào bên trong lấy cái quách và cũng như là lá phù thông linh mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái quách ở đây để mình đi một vòng coi coi là ở đây có cái bia mộ hay không mọi người. Vì nếu như mà không có bia mộ á, để mình có thể đặt cái lá phù thông linh này lên á, thì mình sẽ mô phỏng ở bên trong để lấy linh khí ở bên dưới và bắt đầu thông linh với lại cái quách. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải tìm coi là có cái bia hay không đã. Mình sẽ tìm coi là có cái bia hay không đó mọi người. Toàn là kính không mà mọi người. Mà mọi người có thấy lạ một điều á, là những cái ngôi mộ hoang ở ngoài đây á, là tự động có nguyên một cái bụi chuối nó mọc lên. Vậy cái bụi chuối kế bên đây là sao? Ui, mình đợi mình xíu nha, để mình đi một vòng kìa, để mình coi coi là có cái bia hay không đó mọi người. Mình nghĩ là không không có bia rồi mọi người. Và nếu như á mà không có bia thì đa số sẽ là những linh hồn kiểu như là vô danh đó mọi người và mang bên trong chùa để chôn thôi. Và mọi người biết á, ở bên trong ngôi chùa này chúng ta có thể nhận ra được một điều là như thế này nè mọi người. Những linh hồn mà có chức trách, có chức vụ ở bên trong ngôi chùa này á thì sẽ được chôn ở phía trước cái đường hoa hoa viên đó mọi người. Mình đảm bảo ngày xưa cùng lúc là nghĩa địa và cũng cùng lúc là hoa viên của chùa, cho nên là ở ngoài sau mọi người có thấy là có một cái hầm để mà nuôi cá và cũng như là có những cái đường đi xếp bằng gạch tàu, có những cái đường đi xếp bằng gạch tàu chéo 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 chéo, thì chúng ta có thể hình dung ra được là ở đây vừa là khu nghĩa địa trong chùa chôn các sư bên trong chùa và cũng như là có tiếng ai ai vừa mới đi ngang đó mọi người, vừa chôn các sư ở bên trong chùa và cũng như là chôn những người ở bên ngoài mà người ta gửi vào bên trong chùa để chôn. Thì những cái ngôi mộ như thế này nó không nằm ngay đường của hoa viên, nó không nằm ngay những cái tuyến đường chính á, thì mình nghĩ là những cái ngôi mộ vô danh sẽ không có bia mọi người. Mình đi nãy mình đi một vòng mình không có thấy cái bia nào hết mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện như mọi người nha. Tự nhiên tuy là trời nóng lả mồ hôi nhưng mà mình cảm thấy lạnh lạnh sao mọi người. Lần nào ở ngoài sau chùa này cũng cảm giác y chang vậy. Mình sẽ đặt cái la bàn ở đây đi ha. Ok, bây giờ mình sẽ đặt cái quách ở đây mọi người. Mọi người cũng biết là mình có thể dùng cái quách này và cũng như là lá phù thông linh để có thể tạo ra được một cánh cổng đi xuống bên dưới ngôi mộ này để có thể giúp cho linh hồn đó đi lên. Thì trước tiên mình không biết là linh hồn này có đủ linh lực để mà có thể đi lên cái quách hay không, thì chúng ta cần phải thử trước đã. Nếu như mà bây giờ mình làm xong nghi thức đó, mình mở xong cánh cổng mà một xíu nữa mình kiểm tra mà không thấy linh hồn nào lên hết, thì có nghĩa là như thế nào mọi người, là linh hồn này không đủ linh lực
để mà có thể đi lên. Thì lúc đó mình sẽ thực hiện truyền linh lực cho linh hồn này. Chứ bây giờ mình không biết được á, là linh hồn ở bên dưới này linh lực như thế nào, mà mình lại truyền linh lực xuống, thì mình sợ cái trường hợp giống như thầy sáng đó mọi người. Giống như thầy sáng ở bên trong cái căn phòng bí ẩn đó mọi người nhớ không? Cho nên là cũng đề phòng cái chuyện đó. Thì có thể là hơi mất thời gian một xíu nhưng mà không sao mọi người. Thì bây giờ ngôi mộ này nó không có bia, thì chúng ta có thể thực hiện để cái lá phù thông linh này ở phía trước của ngôi mộ và thực hiện làm phép, và sẽ đưa vào bên trong cái quách để tạo ra cánh cổng mọi người. Đầu tiên thì mình xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu thắp hương nhé. Đôi lúc á, thì nghe như cái tiếng ai đi à. Đôi lúc thì nghe cái tiếng cười giống như khạc 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 khạc. Đôi lúc nghe giống như trang như cái tiếng cười vậy mọi người. Xin phép tất cả mọi người được bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu kích hoạt cái quách như mọi người nhé. Khai. Khai.
Ok mọi người, thì nãy giờ mình cũng đã mở một cánh cổng, thông linh tạo ra một cánh cổng để mà có thể cho những linh hồn bị kẹt lại ở bên dưới ngôi mộ đi lên rồi mọi người. Thì mình không biết là linh hồn ở bên dưới ngôi mộ này đã đi lên hay chưa. Thì bây giờ chúng ta phải thử, nếu như mà chưa có linh hồn nào lên thì có nghĩa là linh hồn ở bên dưới này đã cạn kiệt linh lực rồi mọi người. Thì lúc đó mình sẽ truyền linh lực xuống cho linh hồn này sau. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thử nha mọi người. Mở. Khóa. Tại sao lại là hai linh hồn? Một ngôi mộ mà hai linh hồn? Không lẽ đây là mộ đôi sao? Mộ tập thể thì không phải rồi mọi người. Vì ở bên trong đây chỉ có một ngôi mộ tập thể thôi. Và nếu mộ tập thể thì không thể nào chỉ có hai linh hồn. Và mộ tập thể không thể nào nhỏ như thế này mọi người. Có lẽ đây là mộ đôi rồi mọi người ạ. Mình sẽ nói sơ qua một chút về mộ đôi cho mọi người nào chưa biết. Theo như những gì mình biết được, mộ đôi ngày xưa người ta dùng để mà có thể chôn ông bà, cha mẹ và cũng như là anh em sinh đôi đã khuất. Người ta sẽ chôn chung với nhau trong một ngôi mộ. Đó chính là mộ đôi. Muốn biết như thế nào? Mình và tất cả mọi người chúng ta cùng nhau mang cái quách này đi vào bên trong sảnh và đưa hai linh hồn này ra ngoài xem như thế nào nhé mọi người. Ok mọi người, mình cũng đã mang cái quách đi vào bên trong sảnh rồi mọi người ạ. Thì bây giờ trước tiên mình cần phải khóa kết giới lại trước đã mọi người. Xin phép tất cả mọi người nha. Khóa. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ mở cái quách để đưa hai linh hồn nó ra ngoài nha. Đứa bé tôi xin chào linh hồn nhé. Hãy
Hai linh hồn không đi ra ngoài được đâu. Tôi đã khóa kết giới lại hết rồi. Đứa bé đã mất tiêu rồi mọi người. Giải hai đứa trẻ đó đã khống chế mình để mở kết giới ra mọi người. Tự nhiên mình mệt quá. Ngôi mộ của hai đứa bé đó vẫn còn ở đây. Hai đứa đó không thể nào chạy đi đâu xa đâu mọi người. Mọi người cũng biết là mình có cách triệu hồi linh hồn quay trở về thông qua phần mộ, cho nên hai đứa bé này không thể nào đi đâu xa đâu. Có gì về nhà mình sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn nha. Tuy nhiên mình mệt quá mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.